lực lượng chức năng thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa cùng người dân vừa giải cứu thành công người mẹ bồng con nhỏ định nhảy cầu Long Hồ. Ngày 4 tháng 9, ông Nguyễn Anh Phú là phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự phường Cam Nghĩa cho biết, khoảng 17 giờ 20 phút ngày 2 tháng 9, lực lượng của đơn vị đang trực ở trụ sở phường thì nhận được tin báo một người phụ nữ ôm con đang có ý định nhảy cầu Long Hồ. Ngay sau khi nhận được tin báo, ban chỉ huy quân sự phường đã điều động lực lượng đến hiện trường. Tại đây, lực lượng dân quân và người dân vừa thuyết phục, vừa tiếp cận để cố gắng đưa người phụ nữ cùng cháu bé ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ông Phúc cho biết khi lực lượng đến, người phụ nữ đang trong tình trạng hoảng loạn và khó giao tiếp, khiến việc khuyên nhủ trở nên khó khăn. Sau đó, người dân và đơn vị cắt cử một nhóm phân công để đánh lạc hướng và nhóm còn lại tiếp cận ôm lấy người phụ nữ cùng cháu bé, đưa họ đến khu vực an toàn. Trong clip ghi lại tại thời điểm ứng cứu, người phụ nữ này liên tục nói đang gặp bế tắc trong cuộc sống, luôn miệng nói, em bế tắc lắm, em không muốn về nhà đâu, đừng gọi cho ai cả. Qua nắm bắt thông tin, người phụ nữ trên tên H, 30 tuổi, trú tại thành phố Cam Ranh, còn bé trai đi cùng khoảng 15 tháng tuổi. Tới cùng ngày, chị H được đưa về phường Cam Nghĩa để trấn an tinh thần. Bên cạnh đó, phường cũng liên lạc với gia đình đưa người phụ nữ cùng bé trai về nhà. Được biết, cầu Long Hồ có mực nước rất sâu, từ 14 đến 17 mét, nước chảy xiết, rất nguy hiểm,